Mời các siêu nhân đến với chuyên đề tỷ số thể tích của khối chóp. Và trong video này chúng ta nghiên cứu chuyên đề thể tích của khối chóp tam giác. Tỷ số thể tích khối chóp tam giác. Tỷ số thể tích khối chóp tam giác được phát biểu theo công thức như sau: cho khối chóp SABC A phẩy B phẩy C phẩy của các đoạn SA SB SC, khi đó thể tích khối chóp SA phẩy B phẩy C phẩy trên thể tích khối chóp SABC thì bằng SA phẩy nhân SB phẩy nhân SC phẩy trên SA nhân SB nhân SC. Công thức này được chứng minh như sau. Ở đây để chuyển đổi cái thể tích này và cái thể tích này về cùng một mặt đáy thì cái thể tích khối chóp SA phẩy B phẩy C phẩy này sẽ xoay nó lại thành thể tích khối C phẩy SA phẩy B phẩy. Sẽ xoay lại thành khối có đỉnh C phẩy SA phẩy B phẩy. Còn khối SABC thì sẽ quay lại thành khối có đỉnh C SAB. Để thực hiện cái động tác này là để tạo ra các cái mặt đáy nó cùng nằm trên mặt phẳng. Để tí nữa cái việc so sánh chiều cao nó thuận lợi. Khối S A phẩy B phẩy C phẩy nó chính là khối C phẩy S A phẩy B phẩy. Cái này hiểu không? S A phẩy B phẩy C phẩy thì chính là C phẩy S A phẩy B phẩy. Ví dụ này nhá. Khối S A B C thì chính là khối C S A B. Là xoay đi thôi mà. Một cái khối chóp như vậy thì xoay đi thì thể tích nó không ảnh hưởng gì. Hiểu chứ? Xét khối thứ nhất này, C phẩy S A phẩy B phẩy thì chiều cao để gọi nó là C phẩy H. C phẩy H. H là hình chiếu của C phẩy trên S A phẩy B phẩy. Đây là H. Thì C phẩy H sẽ vuông S A phẩy B phẩy. K là hình chiếu của C. Là hình chiếu của C trên FABC. Thì khi đó mối quan hệ giữa C phẩy H với CK là như thế nào? C phẩy H thì vuông với SA phẩy B phẩy, CK thì vuông với SAB. Như vậy C phẩy H với CK nó sẽ song song với nhau vì cùng vuông với cái mặt bên SAB. Mặt SAB nó chính là mặt SA phẩy B phẩy. Như vậy các điểm này nó sẽ thẳng hàng. S là hình chiếu của S này, H là hình chiếu của C phẩy, K là hình chiếu của C. Ba điểm này thẳng hàng thì ba điểm này thẳng hàng. Và có C phẩy H song song với CK. C phẩy H song song với CK. Và chúng ta thiết lập được luôn tỷ số C phải H trên CK thì bằng bao nhiêu? C phải H trên CK vì hai cái này song song nên nó bằng SC phải trên SC. Hiểu chưa? Như vậy hai cái chiều cao này nó có tỷ lệ này. SC phải trên SC là lá này rồi. Hai cái chiều cao. Bây giờ còn xem hai cái diện tích của nó nhá. Hai cái diện tích SA phẩy B phẩy. SA phẩy B phẩy thì bằng 1/2 SA phẩy nhân SB phẩy nhân sin cộng S.
tích hai cạnh sin góc chân giữa. Diện tích SAB thì bằng 1/2 SA nhân SB nhân với sin góc chân giữa. 1/2 SA nhân SB nhân sin góc chân giữa. Hiểu đó. Bây giờ khớp lại cái tỷ số thể tích là nó sẽ ra thôi. VFA phải bằng VC phải F. Cái trên này bằng 1/3 diện tích nhân với chiều cao C phải H. Cái dưới là 1/3 nhân với CK. Giả dạ nhá, 1/3 phăng teo này. Diện tích SA phải B phải thì bằng 1/2 SA phải nhân SB phải nhân sin góc S nhân C phải H trên 1/2 SA nhân SB nhân sin góc S nhân với CK. 1/2 phăng teo, sin góc S phăng teo. Như vậy là SA phải nhân SB phải trên SA nhân SB, C phải H trên CK, C phải H trên CK chính là SC phải trên SC. Như vậy cái này nó sẽ bằng SA phải vậy. Công thức này được chứng minh sao? Ai nhớ được cách chứng minh thì càng tốt, không nhớ được cách chứng minh thì nhớ cách vận dụng. Công thức này chỉ áp dụng đối với khối chóp tàn giác. Mấy điều cần lưu ý nhé. Điều số 1, chỉ áp dụng với chóp tàn giác. Ông nào sáng tạo sang chóp tứ giác và tèo đấy. Lưu ý. 1. Chỉ áp dụng với chóp tam giác. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chỉ dùng với chóp tam giác. Lý số 2. Lưu ý số 2. Trong các trường hợp đặc biệt, ví dụ B phải trùng với B, C phải trùng với C thì công thức vẫn được áp dụng đặc biệt. Ví dụ B phải trùng B, C phải trùng C. Thì tỷ số lúc đó sẽ chỉ còn lại VF A phải BC VSA phải BC trên VSA BC, lúc đó chỉ còn là SA phải trên SA. Bởi vì B phải trùng với B thì SB phải trên SB nó chính là 1, C phải trùng với C thì SC phải trên SC nó chính là 1. Hiểu không? B phải trùng với B thì chỗ này nó là 1, C phải trùng C nó là 1. Đây là lưu ý số 2. Và lưu ý số 3 này, cái công thức này nó có ý nghĩa khi tính thể tích. Ý nghĩa khi tính, ví dụ một khối chóp, một khối chóp tam giác SABC tính được thể tích mà biết được tỷ số SA phải trên SA thì chúng ta có thể suy ra tỷ số, suy ra thể tích khối SA phải BC. Và ngược lại nếu biết thể tích khối trên và biết các tỷ số có thể suy ra thể tích khối dưới. Tức là ý nghĩa khi tính thể tích là chúng ta có thể tính gián tiếp thể tích khối chóp qua một khối chóp khác. Gián tiếp. Gián là gì hay giờ? Tính gián tiếp thể tích khối chóp
qua một khối chóp khác. Một khối chóp khác mà khối chóp này dễ tính hơn, dễ xử lý hơn. Bài cụ thể cho thấy cái ứng dụng quan trọng của nó. Ví dụ số 1, cho tứ diện ABCD. Có tất cả các cạnh bằng A. MN là trung điểm AB, AC. Tính V, A, MN, D. Bài này nếu chúng ta chơi trực tiếp A, M, N, D theo kiểu khối chóp đỉnh A, đáy M, N, D là hơi phiền nhỉ. Bởi vì cái việc xác định chiều cao là sẽ gặp khó khăn. Thì bài này chúng ta chơi khôn theo cái A, M, N, D sẽ đẩy sang A, B, C, D. Và coi cái khối đó là khối chóp đỉnh A. Các khối chóp tam giác đỉnh A. Như vậy chúng ta có công thức này. V, A, M, N, D trên V, A, B, C, D bằng A, M nhân A, N nhân A, D trên A, B nhân A, C nhân A, D. A, D giống nhau, bỏ đi. A, M trên A, B là 1 phần 2. A, N trên A, C là 1 phần 2. Như vậy, thay vì đi tính V, A, M, N, D theo yêu cầu của đề bài, chúng ta đẩy sang V ABCD. Khối ABCD này khả năng sẽ dễ dàng tính hơn. Bởi vì đây là khối tứ diện đều, tức là hình chóp đều đó, là mô hình quen. Hiểu kỹ thuật không nhỉ? Các siêu nhân trực tuyến ok không? Nguyễn Phương ok không? Bài này thuộc dạng là bài dễ nhất về vận dụng, tức là người ta cho sẵn một cái mô hình mà có thể ăn được luôn thể tích của nó, sau đó để tính một cái mô hình khác. Cụ thể đây là mô hình ABCD là có thể ăn luôn được thể tích của nó, và tính cái mô hình A và D khó hơn thì nó sẽ khác, nhưng mà chúng ta sẽ gặp bài sau. Tính cái bài V ABCD này là như thông thường nhá, H này, M này, diện tích BCD là tam giác đều này, cạnh bình phương tan 3 trên 4 này, BM là đường cao tam giác đều này, cạnh tan 3 trên 2 này, BH là 2 phần 3 này bằng A trên tan 3 này. Như vậy AH sẽ bằng căn bậc 2 của A bình phương chia A bình trên 3, A căn 2 phần căn 3, A căn 6 phần 3. Như vậy V sẽ bằng 1 phần 3 A bình căn 3 phần 4
nhân chiều cao AH, A căn 6 phần 3 bằng bao nhiêu này? A mũ 3 căn 2 phần 12. Sau này chúng ta cố gắng thuộc luôn công thức thể tích khối tứ diện đều cạnh mũ 3 căn 2 phần 12. Để ghi luôn này nhé, thể tích tứ diện đều, tứ diện này nhỉ, cạnh mũ 3 căn 2 phần 12. Cố gắng thuộc để xử lý trắc nghiệm cho nó thuận lợi. Bài số 1 nha, dễ. Cho sẵn một mô hình tính thể tích dễ, tính một yêu cầu tính một cái mô hình ăn theo. Bài số 2 sẽ khó hơn. Bài số 2 cho hình chóp SABC. Biết SA bằng 3, SB bằng 4, SC bằng 5, góc ASB bằng BSC bằng 60 độ, góc ASC bằng 90 độ, tính VSABC. Cái này thuộc dạng hổ báo đấy. Ai có phương án? Kiên nghĩ ra chưa? Có siêu nhân trực tuyến là có phương án giơ tay. Bật mic tự nói. Bảo Hân có cái làm chưa? Thành Đạt. Đang đọc thẻ giáo yếu ấy, không dám nói to, sợ mẹ nghe thấy. Huyền có phương án chưa? Và là trực tuyến có phương án, giơ tay điện tử. Mic của Huyền học rồi. Linh Diệu có phương án chưa? Ok. Bài này là bài khó rồi. Cái kỹ thuật của nó là chúng ta vận dụng cái trên, nhưng mà nó vận dụng ngược một chút. Ở trên này người ta cho sẵn một cái mô hình, sau đó thì vận dụng tỷ số thể tích để tính. Còn bài này thì mô hình của nó khó hơn, thì chúng ta phải biết cách tạo ra một cái mô hình quen. Và cách tạo ra một mô hình quen là bằng cách này, trên các cạnh SB, SC này chúng ta chặt nó lại thành các đoạn bằng nhau để ra mô hình quen. Ví dụ trên SB chúng ta chộp một đoạn SB phải, SB phải dài bằng 3 thôi. Trên SC chúng ta chộp đoạn SC phải, SC phải cũng bằng 3 thôi. Thì khi đó chúng ta được một cái mô hình mình cho quen này. SAB phải C phải sẽ là mô hình hình cho quen, có tất cả các cạnh bên bằng nhau và bằng 3. Hiểu kỹ thuật không? Hiểu không?
FB phải bằng SC phải bằng 3. Lấy B phải C phải trên các đoạn FB, SC để độ dài mỗi đoạn này là 3. Thế thì bây giờ chúng ta thay vì tính VS ABC, chúng ta sẽ chuyển sang tính VS AB phải C phải. Chém được cái đấy thì dùng tỉ số thể tích sẽ chém được cái dưới. Hiểu âm mưu chưa? Đấy, bây giờ chúng ta khai thác cái S A B phải C phải nhá, để vẽ riêng cái hình này lại xem những cái gì cần tính, đã tính, đã có. S A B phải C phải, tất cả các cạnh bên là 3. Bài này đã học trong một cái chuyên đề trước rồi, đúng không? A B phải tính được thầy là mấy nhỉ? A B phải thì tam giác ASB phải này cân thì có cạnh là 3, một góc 60 độ, vậy tam giác này đều AB phải là 3. Tương tự B phải C phải, tam giác B phải SC phải đều cân một góc 60 độ, vậy thằng này cũng là 3. AC phải là mấy nhỉ? Tam giác này vuông tại S, cạnh này là 3, cạnh này là 3. Vậy thì AC phải sẽ là 3 căn 2. Đúng không? Vậy thì bài toán này quá êm rồi. 3 3 3 căn 2. Hình chóp có tất cả các cạnh bên bằng nhau. Các cạnh đáy biết. Gọi H là hình chiếu của S trên mặt này. Tính được không? Bài toán quen thuộc ở cái mô hình trước, mô hình trong video trước chúng ta đã học rồi. H là hình chiếu của S trên A B phải C phải. H này nằm đâu? Ok, rất tốt. H đó sẽ là tâm tròn ngoại tiếp A B phải C phải, vì S A bằng suy là H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác AB phải C phải. Và tâm tròn ngoại tiếp tam giác này thì tam giác này là tam giác đặc biệt này, 3 3 3 căn 2 thì tam giác này sẽ vuông, đúng không? H là trung điểm AC phải thì tam giác AB phải C phải vuông tại B phải, đây là H. Như vậy SH sẽ tính dễ dàng rồi. SH bằng căn bậc 2 là 9 trừ mấy nhỉ? 9 phần 2 đúng không? 9 trừ 9 phần 2 bằng mấy? 3 căn 2 phần 2. 3 căn 2 phần 2 à? Diện tích A B phải C phải. Vậy V S A B phải C phải là 9 căn 2 phần 4 đó, đúng không? Nhắn tin cho bạn gái ở kia đã bảo 10 giờ tối nay ở chỗ cũ được, còn nhắn làm gì? Thể tích này xong, người ta khớp lạnh để suy ra thể tích khối dưới. V S A B phải C phải V S A B C, S A chia S A hết, S B phải trên S B nhân S C phải trên S C bằng mấy nhá? 3 phần 4 đúng không? Nhân 4 phần 3 phần 5. Vậy V S A B C
sẽ bằng bao nhiêu? 5 căn 2. 20 phần 9 lần V này. S A B phải C. 20 phần 9 nhân với 9 căn 2 phần 4 bằng 5 căn 2. Như vậy bài này tư duy nó ở mức cao hơn. Chúng ta phải tạo ra một cái hình chóp quen trên cái mô hình hình chóp SABC này. Tạo ra một hình chóp quen dễ tính thể tích, cụ thể là một cái hình chóp có các cạnh bên bằng nhau đều là 3. Tính thể tích nó là suy ra thể tích của dưới. Như vậy cái chuyên đề này chúng ta nhớ nhé, tỉ số thể tích này áp dụng cho khối chóp tầng lát thôi. Và cách tạo ra mô hình quen để làm. Ờ, trận đấu vậy thôi nhá. Chào các siêu nhân. Buồn lắm, thì đấu tiếp lắm.